Thưa quý vị, những ngày qua, tất cả 4 phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn cũng đã triển khai các hoạt động lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, tạo sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai. Đến thời điểm này, các hội nghị lấy ý kiến góp ý luật đất đai sửa đổi được nhân dân đánh giá cao khi đã tập trung đúng trọng tâm, phổ biến rõ các nội dung nổi bật và đề xuất các nội dung trọng tâm, đóng góp ý kiến sát sườn phù hợp với thực tế. Qua đó đã phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của nhân dân. Thì là các cái tổ chức địa phương cũng đã có những gợi ý cho những người đến tham dự góp ý cái dự thảo này, tạo cho mọi công dân tiếp cận ngay cái dự thảo luật này trước khi dự thảo được thống nhất và ban hành thành luật, và qua đó sẽ làm cho cái bộ luật á là nó đi vào cuộc sống và nó đảm bảo được cái yêu cầu đặt ra giữa thi hành pháp luật và giữa thực thi pháp luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng đã phát huy vai trò kêu gọi huy động các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác, giới nhân sĩ, trí thức, luật gia đóng góp những ý kiến trí tuệ, tâm huyết góp phần hoàn thiện luật. Vận động các cái cử tri cá nhân là tiêu biểu ở trong khu dân cư có ông hiểu về cái luật đất đai để mà tham gia vào cái dự thảo luật đất đai lần này cho sát phù hợp với cái nguyện vọng của nhân dân, để mà trong quá trình tổ chức thực hiện cái luật thuận lợi và cái tạo sự cái đồng thuận trong nhân dân cao. Việc lấy ý kiến không chỉ là dịp góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi mà còn là cơ hội để tuyên truyền cho nhân dân hiểu, nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật liên quan.